Đây là cái body Mugen chú Quang nhà mình mới sơn xong theo trường phái văn vệ. Ảnh vẫy mực đen lên trong ánh sơn nhìn vui. Thì cái body Mugen từ xưa giờ thì bên mình bán bình thường, nó có độ dày là 0.8mm, hơi mỏng đấy. Nhưng mình vừa phát hiện ra một cái này khá là hay, cái body của Hồng No phiên bản Pro á, nó có cái gọi là phiên bản Evil, thì cái body nó hoàn toàn khác cái lại cái body tiêu chuẩn, là nó có nhiều góc cạnh và hay thật là kỳ diệu, ráp vô cái Mugen này nó khít khìn khịt luôn, từng chi tiết nhỏ không hề bị thừa một tí nào hết đó. Mình làm thử thấy quá trời ưng mắt luôn, thậm chí cái trường phái cái đầu gù kiểu hôm đó nhìn nó rất là hay. Và ưu thế là body thì của Hồng No thì nó dày hơn, nó tới 1.0mm, dày hơn thì nó sẽ bền hơn rất rất là nhiều, bền hơn body của Mugen. Mình có thêm một tùy chọn cho anh em tham khảo, biết đâu nhìn vô ưa con mắt thì lại có một cái body mới cho chiếc Mugen của bạn. Yeah.